Hô hấp của chúng ta được tính bắt đầu từ cửa mũi trước tới các phế nang trong phổi. Chức năng của hệ hô hấp là lấy không khí ngoài cơ thể, làm ẩm, sưởi ấm và lọc không khí trước khi đưa vào phổi. Là cơ quan tiếp xúc trực tiếp với không khí nên đường hô hấp trên gánh chịu hết mọi điều kiện bất lợi của môi trường như bụi, nóng, lạnh, hơi độc, virus, vi khuẩn. Viêm đường hô hấp trên hay gặp ở người cao tuổi, trẻ em, đặc biệt là những người có hệ miễn dịch kém. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Diệu Thúy, trưởng Bộ Môn Nhi, trường Đại học Y Hà Nội. Thế như chúng ta đã biết là cứ thời tiết giao mùa hoặc chuyển mùa hoặc thay đổi bất thường ấy, là cái cơ hội để các bệnh lý hô hấp nó bùng phát. Lý do tại sao lại như thế? À, nguyên nhân mà hay gặp nhất các bệnh lý hô hấp khởi phát là do virus. Mà bản thân virus thì nó sống chủ yếu ở đường hô hấp và chúng ta thì chưa có các vaccine đặc hiệu với các virus ví dụ rất nhiều virus hô hấp khác nhau ví dụ như cúm bây á cúm hay là adenovirus rất nhiều loại khác nhau rinovirus à, rhinovirus thế thì khi thay đổi thời tiết là virus đã có sẵn trong mũi rồi và nó tử thể không hoạt động thành thể hoạt động thế trên cái cơ thể chúng ta là người lớn ấy khi chúng ta bị nhiễm thì chúng ta có thể tự đề kháng chúng ta chỉ hắt hơi sổ mũi thoáng qua rồi khỏi nhưng trẻ nhỏ thì khác cái khả năng đề kháng nó chưa tốt rồi là khả năng vệ sinh mũi cũng không, không được tốt Rồi khả năng ho khạc cũng không tốt cho nên để dễ bị các bệnh đầu tiên hốp trên ví dụ như là ho ví dụ như là viêm mũi họng này viêm tai giữa rồi rồi những trẻ mà đề kháng kém thậm chí lại cứ viêm phổi rồi là các bệnh về khò khè thay đổi thời, thời tiết tại nên hen phế quản đấy là lý do tại sao mà cứ thay đổi thời, thời tiết thì các bệnh mà đường hấp là cái bệnh hay gặp và thậm chí là tái tái lại cứ đợt được chuyển mùa thì bệnh lại phát phát, phát hiện ra khi bị bệnh viêm đường hô hấp trên, người bệnh thường có biểu hiện nghẹt mũi, hắt hơi, chảy nước mũi, rát họng, ho, thậm chí khó thở, đau vùng xoang. Bệnh viêm đường hô hấp trên không quá nguy hiểm và có khả năng chữa dứt điểm. Tuy nhiên, do thái độ chủ quan của người bệnh, tự điều trị tại nhà không theo chỉ định của bác sĩ gây nên những biến chứng nguy hiểm. Chúng ta cũng thấy là các bố mẹ rất lo lắng là thay đổi thời tiết Thế thì chúng ta cũng giống như thời điểm Covid rồi, chúng ta có những cái nguyên tắc để mà phòng chống các bệnh lây nhiễm đường hô hấp nói chung. Vì Covid thì bản chất cũng là bệnh lây nhiễm đường hô hấp. Thứ nhất là khái niệm về vệ sinh mũi họng. À nhưng mà ở trẻ em thì chúng ta biết đường lây nhiễm thì chúng ta nghĩ là này, đường hô hấp nghĩa là chúng ta hít phải. Nhưng mà cái chính là những cái giọt bắn tức là chúng ta đứa trẻ nói này, ho hắt hơi này thì những cái giọt bắn đấy chứa các virus ấy. Nó mới lây lan xung quanh chúng ta, ví dụ trong bàn ghế đồ chơi Rồi đứa trẻ cầm vào những cái đồ chơi bàn ghế đó Mới đưa lên mũi và đứa trẻ lại bị trở lại Vậy thì làm thế nào để mà sạch sẽ vệ sinh ở mũi họng này Thứ hai đó là gì ạ Vệ sinh những đồ chân tay này Trước khi ăn mà chúng ta phải lo vệ sinh tay sạch sẽ Bởi vì nó sẽ hạn chế đưa tay lên mũi Đấy Thứ nhất Thứ hai là nếu trẻ trên 2 tuổi Tôi khuyên khéo đeo khẩu trang nhưng mà trẻ dưới 2 tuổi thì không đeo khẩu trang được bởi vì những cái dịch mũi chảy ra ấy, thậm chí nó còn nhiễm khuẩn vào thêm cho nên trẻ trên 2 tuổi thì là người ta mới khuyến cáo là trẻ thì nên đeo khẩu trang sau đó thì đứa trẻ sẽ được là hạn chế tiếp xúc nơi đông người thế rồi là lúc hạn chế đưa trẻ đi chơi ở những thời điểm quá đông